Việt Tảo xin chào các bạn. Đây là chuyện bên lề lần thứ 143. Lần này chuyện bên lề được bắt đầu bằng một cái câu chuyện có đề là Bí quyết của sự thành công. Đây là của Vương Phạm gửi cho Việt Thảo trên Facebook. Xin được chia sẻ cùng các bạn. Bí quyết của sự thành công. Có một chàng thanh niên rất ngưỡng mộ thành công của một nhà triệu phú, nên anh đã đến hỏi nhà triệu phú đó rằng bí quyết gì đã giúp ông thành công đến vậy. Sau khi hiểu rõ câu hỏi của chàng thanh niên, ông ta chẳng nói gì mà đi thẳng vào bếp và lấy ra một quả dưa hấu. Người thanh niên nhìn thấy vậy cảm thấy rất khó hiểu. Không biết ông ta định làm gì, anh ta mở to mắt để nhìn thì thấy nhà triệu phú bổ quả dưa làm ba phần to nhỏ không bằng nhau. Nhà triệu phú vừa nói vừa đưa những miếng dưa hấu ra trước mặt chàng trai. Nếu như mỗi miếng dưa hấu đại diện cho một lợi ích nhất định, cậu sẽ chọn như thế nào? Chàng thanh niên trả lời không chút chần chờ, đương nhiên là tôi sẽ chọn miếng to nhất. Nhà triệu phú cười và nói rằng, được, xin mời cậu ăn. Thế rồi ông ta cho chàng thanh niên miếng dưa hấu to nhất, còn mình thì ăn miếng bé nhất. Khi chàng thanh niên còn đang tận hưởng hương vị dưa hấu từ miếng dưa hấu rất to, thì nhà triệu phú kia đã ăn xong cái phần nhỏ, tiếp đó ông ta cầm nốt miếng còn lại và ăn tiếp. Ông ta còn cố ý lắc qua lắc lại miếng dưa hấu trước mặt chàng trai trước khi đưa vào miệng. Thực ra thì miếng dưa hấu nhỏ nhất và miếng dưa hấu cuối cùng nếu hợp lại nó sẽ nhiều hơn miếng dưa hấu to nhất mà chàng thanh niên đã ăn. Chàng thanh niên kia chợt hiểu ngay ra ngụ ý mà nhà triệu phú kia muốn truyền đạt, đó là tuy lúc đầu ông ta ăn miếng nhỏ nhất nhưng cuối cùng số dưa mà ông ta ăn được lại nhiều hơn mình, mặc dù lúc đầu mình đã chọn miếng to nhất. Nếu như mỗi miếng dưa đại diện cho một giá trị lợi ích nhất định, thì tổng số lợi ích nhà triệu phú đó có được sẽ nhiều hơn lợi ích của chàng thanh niên kia nhiều. Thông qua việc ăn dưa, nhà triệu phú đã truyền đạt tư tưởng và kinh nghiệm thành công của mình. Cuối cùng, ông ta nói với người thanh niên một cách rất chân thành rằng, nếu muốn thành công, đầu tiên hãy học cách từ bỏ. Chỉ khi chúng ta từ bỏ những lợi ích nhỏ trước mắt mới có thể có được những lợi ích lâu dài và lớn hơn. Đó chính là kinh nghiệm thành công của tôi. Đó là bí quyết của sự thành công của một nhà triệu phú chia sẻ với một người bạn nhỏ bằng cái quả dưa hấu. Chương bên lề lần thứ 143 xin được tiếp tục với những câu hỏi cũng như tâm tình của các bạn gửi cho Việt Thảo ở địa chỉ mcvietthao@yahoo.com. Chào Việt Thảo, cho tôi hỏi nếu muốn book show ca sĩ hay là MC thì phải làm sao để liên lạc với họ? Có phải liên lạc với agent của họ không hay là làm sao? Xin Việt Thảo giải thích dùm vấn đề. Cảm ơn. Của Sơn Dương. Nhìn thấy Sơn Dương tưởng anh Dương Sơn. Đâu có gì đâu. Liên lạc qua điện thoại của họ thôi. Mỗi ca sĩ, mỗi MC hay mỗi nghệ sĩ đều có số điện thoại và có email thì mình liên lạc. Nếu không biết thì mình hỏi. Hỏi cá nhân không được thì hỏi ngay trung tâm thì người ta sẽ cho số. Tuy nhiên, có những ca sĩ sau này có agent, tức là giống như manager. Có một số ca sĩ, thí dụ của trung tâm Thúy Nga, thí dụ bây giờ Mai Thiên Vân. Khi mình gọi ngay số điện thoại của Mai Thiên Vân cho mình thì mình sẽ gặp một người, thí dụ tên là John chẳng hạn, thì nói ở đây là John là đại diện của Mai Thiên Vân, thì book show là book qua người đó. Tôi biết như vậy tại vì có những ca sĩ khác thì tôi không có gọi dùm, thì tôi chưa biết làm sao. Riêng Mai Thiên Vân có gặp trường hợp đó. Có nhiều ca sĩ bây giờ hát cho các trung tâm, họ phải đóng bao nhiêu tiền đó cho trung tâm khi mỗi một show, thí dụ như là 10% hay 15% hay 30% 35%, cái đó Việt Thảo không biết. Nhưng mà thí dụ nhận một show 1.000 đồng thì khi hát về thì phải đóng bao nhiêu tiền trên cái show đó cho trung tâm nếu mình là ca sĩ độc quyền của trung tâm đó. Bây giờ có thêm cái phần đó. Còn làm sao liên lạc ca sĩ và MC, liên lạc qua số phone, nha, điện thoại, email,
hay là trên Facebook nhắn cho người ta biết. Chẳng hạn có người gọi cho Việt Thảo, như vừa rồi Việt Thảo làm một cái đám cưới ở bên Worcester chẳng hạn, thì người đó liên lạc thẳng cho Việt Thảo là qua Facebook. Thì Việt Thảo trả lời rồi liên lạc. Ok, chuyện Minh Lệ lần thứ 143 xin được tiếp tục. Chào ông Thảo, con muốn làm video có con hát mấy cái bài của Lâm Phương, Ngô Thị Miên, Trịnh Công Sơn vân vân, rồi post lên YouTube cho người ta coi. Câu hỏi của con là nếu khi làm như vậy có phải đóng tiền bản quyền cho mấy nhạc sĩ không? Khi nào mình mới phải đóng tiền bản quyền và khi nào thì không cần? Xin ông Thảo cho biết thêm về vấn đề bản quyền. Cảm ơn. Từ Minh Nguyễn. Cái chuyện đó thì theo Việt Thảo biết, mình phải trả tiền cái tiền mà người ta sáng tác nhạc. Còn trả như thế nào, liên lạc cho ai thì cái đó Việt Thảo chưa từng làm, ta đã không biết. Tại hồi đó giờ chưa có hát bao giờ. Còn cái chuyện bên trung tâm thì anh Văn Sơn anh lo, Việt Thảo không có lo nha. Cho nên chính bản thân Việt Thảo chưa bao giờ hát một bài hát của ca sĩ nào. Cho nên cũng không có hỏi vấn đề tác quyền hay bản quyền như thế nào hết. Những cái bài rap mà Việt Thảo viết hát ra là đó là do Việt Thảo tự viết và hát. Thí dụ như trong cái bài mà... nói chung những cái bài mà từ trước giờ Việt Thảo hát là do mình viết. Thành ra không có biết chủ bản quyền gì cả nha. Cái này khó trả lời. Như vậy Trịnh Công Sơn thì bây giờ đã mất rồi. Mà nghe nói hình như muốn hát nhạc Trịnh Công Sơn phải liên lạc với em của Trịnh Công Sơn thì phải. Nghe thôi. Còn nhạc sĩ Ngô Thị Miên, nhạc sĩ Lâm Phương thì còn mình có thể liên lạc thử coi các trung tâm mình hỏi ý kiến này nha. Việt Thảo thì không biết. Xin lỗi. Ok, chuyện Minh Lê lần thứ 143 xin được tiếp tục. Hơi nhỏ cho Việt Thảo mở lớn chút xíu nha. Rồi. Có lẽ sau này các bạn gửi email cho Việt Thảo hay là muốn đặt câu hỏi, chắc dùng cái phone lớn hơn chút xíu đi. Nhiều người dùng nhỏ quá, dòm rất khó. Mà không để dấu nữa. Chào chú Việt Thảo, cho con được giấu tên. Con có hai câu hỏi muốn giúp con trả lời, chú giúp con trả lời. Câu hỏi đầu tiên là giờ con tại con... đang ở Mỹ và đang đi học đại học, mà giờ con không muốn học, định bỏ học ra đi làm. Điều khó ở đây là con không biết làm sao nói với gia đình, nhất là ba và mẹ của con. Ok, trả lời câu hỏi thứ nhất liền. Vấn đề ở đây là con còn học được nữa không? Nha. Ở đây không có đặt vấn đề là vì cái điều kiện kinh tế, đời sống gì cả. Vấn đề chú chỉ hỏi con là con còn khả năng học được nữa không? Và có thích học không? Có thích thú trong cái chuyện học không? Are you interested in studying? Có không? Có muốn thích học không? Nếu có thích học thì trời cản, con vẫn tiếp tục học. Còn nếu mà con đã không thích học rồi, thì trời bắt con học, học cũng không nổi. Nếu con không thể học nổi nữa, nói chuyện thẳng với ba mẹ. Con không thể học nổi nữa, con đi làm, con kiếm tiền. Không ai cản con được, nếu con trên 18 tuổi nhé. Rồi. Còn chuyện thứ hai thì chú nghĩ gì về đứa con út ở nhà? Út ở nhà là sao? Con nói ai đây? Ví dụ như đi chơi với bạn mà cho thoải mái rồi ba mẹ cằn nhằn là đi chơi gì mà đi chơi không lo ở nhà. Rồi khi ở nhà thì lại cằn nhằn sao lại ở nhà miết không đi ra đường với bạn bè vân vân. Chú cho con một lời khuyên và lối suy nghĩ từ chú ra sao chuyện này. Cảm ơn chú, chúc chú nhiều may mắn. Love you. Đâu có gì đâu. Đó là sự quan tâm của cha mẹ mà đã con út rồi người ta thương. Thấy không? Thấy ở nhà hoài nó tại sao ở nhà hoài không đi chơi với bạn? Mà đi chơi quá cũng lo sợ nó hư. Sao đi chơi hoài không ở nhà? Chỉ là sự quan tâm của cha mẹ thôi. Nhá. Không có gì hết. Nên mừng đi. Cha mẹ còn nói tới nên mừng. Còn bây giờ cha mẹ mà không đói hoài tới lúc đó là khổ đó con. Ok, chuyện Minh Lệ lần thứ 143 xin tiếp tục. Xin chào anh Trịnh. Rất thích, lâu lâu nghe kêu họ cũng giật mình. Xin chào anh Trịnh. Rất thích chuyện Minh Lệ của anh hôm nay, cho tôi hỏi ý kiến anh về vấn đề này. Khi tôi lái xe ở miền Nam California khi nào cũng bị người ta tailgate. Tailgate tức là tailgating. Tailgating tức là following too close, closely, following very closely, tức là bám sát đích, theo sát đích. Tail là cái đuôi, gate là cái cửa, nha. Làm cái cửa nghĩa cái đuôi hoài, tức là bám đuôi, bám sát đích, chiếc xe cứ chạy xa hoài, nó gọi là tailgating. Thì khi mà lái xe miền Nam California khi nào cũng bị người ta tailgate. Tôi thì luôn luôn chạy đúng tốc độ, không có nhanh quá và cũng không có chậm quá. Câu hỏi của tôi cho anh là nếu khi anh Trịnh bị tailgate thì anh làm sao? Cảm ơn anh nhiều. Tôi nghe hơi lạ tại vì tôi là dân ở miền Nam Cali, tôi lái xe tôi cũng đâu thấy bị ai mà bám đuôi đâu. Hay là tại vì tôi bám đuôi người ta. Thật ra thì trên freeway nó có cách lái như thế này.
Cái người lái mà họ sợ bị ticket, bị cảnh sát theo dõi hay là phạt đó, thì họ không thích lái riêng mình. Lái mình mà đúng tốc độ nó thì họ lái nhanh quá bị phạt, mà lái chậm quá bị xe sao uổng đích. Cho nên họ thường thường theo một cái chiếc xe nào đó làm chuẩn. Xe đó chạy tốc độ nào họ cảm thấy đúng rồi là họ cứ theo hoài. Họ không lo. Họ không lo vấn đề tốc độ, nhưng họ nhắm theo xe trước họ chạy thôi. Giống như phi cơ vậy đó. Cái người pilot, cái captain là lái chánh. Còn cái người mà wing, nó gọi là cái gì wing? Cái gì ta? Chữ gì đây? Tức là họ cứ theo cánh, họ nhắm theo cái khoảng cách họ cứ bay à. Trước trước đi đâu họ sao vậy thôi. Xe cũng vậy, trước trước chạy sau, xe sau đi vậy là chắc ăn nhất. À, đó là trường hợp họ theo một cái chiếc xe chạy bình thường. Có cái anh nói là theo gần quá. Thì bây giờ nếu trong trường hợp mà bị người ta chạy mà gần quá như vậy, dễ. Thôi thì giải thích chung một trường hợp luôn. Có người chạy đó bên hông, họ không qua mặt mình, họ không chạy ngang hông, mà họ chạy góc góc vậy nè. Mình nhìn không thấy, phải ngoái đầu nhìn là mới thấy, rất là khó chịu. Rồi có người chạy sau đuôi hoài, phải không ạ? Rồi có người á chạy trước thì không trước, ngang ngang sao không sao, mà chạy cứ xéo xéo ngoài trước hoài, nó án. Thành ra mình phải cách là giọt lên bỏ họ, hoặc là phải chậm lại nhường họ, hoặc là đổi lên khác. Thì bây giờ trong trường hợp bị theo ngoài sau đuôi hoài, thì cái bây giờ mình thử mình chậm lại coi. Mình chậm lại coi có họ chậm lại không. Nếu mà mình chậm lại, họ chạy đúng tốc độ, họ bắt buộc phải lấy qua là lên khác và họ qua mặt mình. Còn họ chậm lại, mình chậm lại nữa. Chậm nữa, có họ chậm nữa không? Ok, nếu họ tiếp tục chậm nữa có nghĩa là họ cố ý theo mình. Thì mình chạy lên đúng tốc độ rồi mình đổi qua lên khác. Đổi qua lên khác, mà nếu họ tiếp tục theo mình đổi lại nữa mà họ tiếp tục theo nữa, gọi 911. Đơn giản vậy thôi, là họ cố tình theo mình. Hay là bây giờ đó mình thử luôn, mình lấy exit mình đi ra ngoài thôi, không chạy trên freeway đi, họ có theo không? Còn trong đường nhỏ gì họ cứ theo đích mình hoài là có chuyện đó. Gọi 911, báo cho 911 cảnh sát biết hiện giờ mình bị người ta follow mình ở trên đoạn đường nào, xe đó là xe gì, đại khái vậy để cho cảnh sát giải quyết nhé. Thực ra thì chẳng có gì quan trọng đâu, nhiều khi người ta trên freeway người ta tránh tốc độ thôi, người ta theo mình chứ không có gì hết. Ok, còn cái chuyện mà theo sát quá dễ lắm. Không lẽ bây giờ thắng ngừng cái cho đụng, mình không làm vậy nha. Mình từ từ mình giảm dần tốc độ, họ phải giảm theo. Họ cảm thấy chậm quá, họ phải lách chỗ khác họ đi. Nếu họ không có ác ý, còn họ cố tình theo mình thì khác. Ok, chuyện mình là lần thứ 143. Xin tiếp tục. Hello chú Thảo, con có coi cuốn video Những Nẻo Đường Miền Tây. Chú có nói là từ nhỏ đến lớn chú không biết ăn ớt. Cái này là Kenny Nguyễn nè. Nhưng con coi một phóng sự mới đây của chú ăn chay mà chú để ớt vô ăn. Chú ăn ngon quá trời luôn. Mong chú giải đáp thắc mắc này của con nha chú Hi. Thank you chú. Phim ảnh, tài liệu, nó có những cái trường hợp khác nhau. Phim, nó giống như tiểu thuyết vậy. Nó là một cái câu chuyện được hư cấu để tạo thành phim cho người ta coi. Trong đó có thể thật, có thể giả. Nha. Mà phần lớn phim giả, chứ bây giờ thấy người ta... Thí dụ bây giờ thấy súng chú đi, cầm súng chú bắn thì chết ngắt, không lẽ là bắn thiệt. Nó là phim mà, phải không? Đó là trong phim, câu chuyện trong phim. Thành ra cái chuyện mà vượt biên giới chẳng hạn, nó là phim chứ không phải thật. Nhưng mà ba nhân vật chẳng là Dân Sơn, Bảo Liêm, Dịch Thảo, nhận nó là phim. Thì trong đó đó, chú là người không biết ăn ớt. Ở những nẻo đường miền Tây, chú cũng không biết ăn ớt, cay quá trời luôn. Mà cái gài đầu tiên là gì, là hồi ở hình như ở chỗ đầu tiên là đi xuống tới đâu đó, Trung Lương hay gì đó, thì ăn cơm gà thì nói là chú không biết ăn ớt. Đó là cái mối gài đầu tiên, để sau này trả lợi cuối cùng là khi ăn mì nó để ớt vô là chú bị cay nha. Đó là trong phim như vậy. Còn một cái nữa là ở trên chuyến xe lửa như vượt biên giới, cái tai bóc ớt, cái bóc vô mắt vậy đó, cay là cái chuyện nữa. Rồi trong khi đó thì đi làm tài liệu, nhớ ở chùa Quế Quang chứ đâu ăn chay, thì chú để tương ớt chú ăn rất là ngon lành. Thực ra chú ăn ớt rất nhiều, ăn ớt cay lắm. Nhưng mà trong phim nó là như vậy. Còn cái documentary, tài liệu của Dân Sơn cũng là một cái dạng entertainment, tức là làm cho có đồ người ta coi. Cho nên trong đó có những cái thật và những cái giả nha. Chứ không phải là hoàn toàn thật. Bởi vì nó tính cách video, ca nhạc hay là video của gia đình, family, để cho có đồ người ta coi. Nó là entertainment. Rồi. Như vậy thì Việt Thảo ở ngoài đời biết ăn ớt, nhưng mà trong phim thì cái đó không biết. Cũng như cái cuốn phim mà đi Đạo Nghĩa Dân Hồ ở Campuchia chẳng hạn, nó là Việt Thảo bị mất trí nhớ cho nên đưa qua giá trị. Đó là cái cớ để đi qua Campuchia thôi, chứ thực sự không có mất trí nhớ. Ok, chuyện Minh Lệ lần thứ 143 xin được tiếp tục. Chào chú Thảo, câu nói đầu tiên đến với chuyện Minh Lệ hôm nay, con có một câu hỏi, con mong chú giải đáp cho con. Con rất đau đớn khi nhận ra mọi thứ đã mất tất cả. Khi người yêu của con
nói với con lần sau cuối, con chỉ là người quen qua đường để cô ấy quên đi người yêu cũ của cô ấy thôi. À, như vậy đây là một chàng trai bị thất tình đây. Trải qua 4 tháng 8 ngày bên nhau, trời đất ơi, mới có 4 tháng 8 ngày ông thần ơi, biết bao nhiêu cảm xúc. Xin lỗi nha, nơi tới đây nhiều người nói là anh Thảo sao hay chọc đẹo người ta hỏi rồi làm gì bị hurt, hay là chuyện bên lề trả lời nghiêm túc quá, phải vui lên này kia nào. Không phải, mình thiệt mà. À, biết bao nhiêu cảm xúc, con biết trong tim cô ấy cũng có tình cảm với con, vẫn chơi hoài, con bị chủ quan rồi, phải không? Làm sao con biết được? Cái đó khó nói lắm mà, dò sông dò biển dễ dò, chứ ai lấy thước mà đo lòng người. Con, cổ cũng có tình cảm với con, nhưng mà không hiểu sao cô ấy không thể đến được với con, vì tình yêu của cô ấy quá nhiều đối với người yêu cũ của cô ấy. Con thấy không, cổ vẫn còn yêu với người yêu cũ mà làm sao cô yêu con được. Con bây giờ bế tắc quá chú ơi, con muốn kết liễu đời mình, vẫn chơi hoài, vẫn chơi hoài. Mới có 4 tháng 8 ngày kết liễu đời mình, như vậy trên thế gian là chết phân nửa địa cầu rồi. Bởi vì tình yêu khắp nơi trên thế giới này bị phụ bạc, bị chia tay, vợ chồng nhau còn ly dị nữa kìa. Mới có 4 tháng 8 ngày định kết liễu đời, ngu, chửi thẳng luôn, ngu. Tình yêu mà làm dữ vậy? Đó, nói gì cũng có người bị rầy đó. Ê, that's my way. Đó là cái kiểu của Dược Thảo vậy đó, chịu không chịu thôi. Ê, chịu mình lại. Con muốn kết liễu đời mình để xóa bỏ hết buồn đau. Chết là hết hả bạn? Chưa chắc đâu. Con đã khóc suốt đêm, năn nỉ hết lời, van xin tình yêu, bỏ qua lòng tự trọng của đàn ông. Thế mà chẳng có kết quả gì. Rồi bây giờ cô ấy muốn đi xa để học tiếp nghề nail ở city, mà cô ấy nói là không có tình cảm với ai, và gì đây, trời ơi, tình cảm với tắc không à, TC với A và E, CO, TC với NY, CU, nhiều quá. Cô ấy nói là không có tình cảm với anh và em, cô với người yêu cũ, nhiều quá, không hiểu. À, chuyến đi này 6 tháng để em làm tất cả. Nếu em có tình cảm với ai, em sẽ trở về với anh. Em không thể ở bên anh mà nhớ đến người yêu của anh chấp nhận. Nhưng em không thể chấp nhận như thế được. Con không thể sống thiếu cô ấy dù chỉ một ngày. Đó, đại khái vậy. Rồi sau đó em còn dến thêm một cái thơ tiếp tục nữa, chia sẻ tiếp tục nữa nè. Chú Thảo ơi, gì đó đại khái vòng vòng vậy. Và cuối cùng con sinh năm 1992, cô ấy sinh năm 1993. 92 bao nhiêu tuổi? 93 đi, 93, 2010. Ủa gì vậy? 2003, 2013, khoảng 20 tuổi, 21, 22. Không có gì hết. Nghe. Nếu con nói con thật sự là một người đàn ông, chuyện đơn giản quá. Cái thứ nhất, người ta đã có người yêu cũ rồi. Bây giờ người ta gặp mình cho rằng người ta dùng mình như là một cái phương tiện để quên đi người cũ. Cũng tốt thôi, giữ nó làm kỷ niệm. Cái thứ hai, người ta không quên được người yêu cũ, người ta bỏ mình, người ta trở về, không sao. Mình là người đàn ông, mình phải chấp nhận điều đó. Mình thương một người tức là đem hạnh phúc đến cho một người. Mà khi người ta tìm được hạnh phúc, mình phải chấp nhận cái đó. Mục đích mình yêu người ta là gì? Là mình mang hạnh phúc cho người ta mà. Mà bây giờ người ta đã tìm được cái hạnh phúc thì mình phải chấp nhận cái đó chứ. Nếu mình không chịu tức là mình đâu phải mang hạnh phúc cho người ta. Hạnh phúc không có nghĩa là do chính mình mang đến cho họ, mà ai mang đến cũng được, miễn họ có hạnh phúc là mình chấp nhận cái đó, tức là tình yêu. Mình thật sự yêu người ta. Yêu không phải là cưỡng đoạt, và yêu cũng không có chiếm đoạt. Yêu là một sự hy sinh nhé. Rồi, nếu chú là con đó, chú chấp nhận và vui vẻ. Xin lỗi, mình phải xin lỗi ta trước. Anh không thể đem lại hạnh phúc cho em, để cho em quên được cái mối tình yêu cũ, cho nên anh rất xin lỗi điều này. Anh hứa anh sẽ làm được tất cả cho em, chết cũng được nữa. Nhưng bây giờ em đang nhớ tới người yêu cũ, em muốn đi hay em muốn quên gì đó, cứ dịch để cho đi. Và nhắn một câu, đây là đất lành chim đậu. Khi nào con chim bay đi, mỏi cánh bay trở về, đậu trở lại. Như nhiều lần chú đã nói, nếu cô ta đi tìm người yêu cũ hay là cô ta đi tìm một tình yêu mới, không cần biết, đến một ngày nào đó liên lạc trở lại mà cô ta nói em vẫn chưa có hạnh phúc, thì mình mời cánh chim đó bay trở về. Nếu cô ta xin lỗi, mình nói em không có lỗi gì cả, vì chính anh không mang được hạnh phúc cho em, anh là người có lỗi nhé. Đơn giản như vậy thôi. Chẳng có gì khóc, chẳng có gì buồn, mà chẳng có gì phải tự tử đâu. Đừng ngu. Ok. Giữ đó kỷ niệm đẹp lắm. Cái tình yêu mà bị người ta bỏ, trời ơi, nó sướng dữ lắm. Nó đẹp vô cùng. Có nhiều người không được hưởng được cái đó nữa kìa.
Còn cái này mình đã có được nên giữ nha. Xin cảm ơn. Ok, chuyện binh lề lần thứ 143 xin được tiếp tục. Hai, chào chú Việt Thảo. Con tên là Quy Nguyễn. Con tính hỏi chú là một ngày gần đây chú có tính đi show tại Dallas không? Hai anh của Việt Thảo, are you going to be at any of the concert held at any temple in Dallas coming up? My son would love to have his picture taken with you. Thanks, Quy. Oh, wow. Đây là của người cha hỏi dùm cho đứa con. Dạ có, để coi ngày nào đây nè ha. Dallas tháng mấy hả? Dallas, tỉnh Sáng Ngọc Nhiên, 27 tháng 10 tỉnh Sáng Ngọc Nhiên sẽ coi như là khánh thành đó. Đang hiện giờ đang xây cái chánh điện tỉnh Sáng Ngọc Nhiên ở tại thành phố Garland nha. Nơi mà mình tổ chức đại nhạc hội hát cho đồng bào tôi đó nhớ không nè. Rồi vừa rồi có hội chợ xuân tại tỉnh Sáng Ngọc Nhiên thì hiện giờ đang không có sinh hoạt là tại vì đang xây dựng, người ta không cho vào. Chánh điện ngày 26-27 tháng 10 nha, Việt Thảo sẽ có mặt. Xin cảm ơn. Chuyện bên lề lần thứ 143 xin được tiếp tục về vấn đề tôn giáo. Chú Thảo ơi, con xin chú lời khuyên về tình cảm. Con là người hai đạo, đạo Phật và đạo Chúa. Như kỳ vậy? Coi như là con hiện giờ đang theo hai đạo luôn. Đạo nào con cũng đi, đạo Phật cũng đi, đạo Chúa cũng đi, phải không ạ? Bạn gái con là đạo Chúa hoàn toàn. Bạn gái con và gia đình bạn gái con bắt con phải hoàn toàn đạo Chúa thì mới tiếp tục yêu nhau. Con không đồng ý và cô ấy không muốn yêu nữa. Nên con theo đạo Chúa hoàn toàn thì mẹ con sẽ thất vọng lắm. Con chỉ muốn cái gì tốt thì học. Chứ thật sự không nên làm con chiên ngoan đạo. Con phải làm sao đây chú? Cái đó quyền của con. Đây là tự do tôn giáo. Nha. Mình kêu gọi mọi người tự do tôn giáo thì xin quý vị nào làm tôn giáo cũng cho người ta tự do yêu thương chút đi. Tự do chọn lựa. Nhưng mà chú nói với con một điều như thế này. Vấn đề đạo Phật hay đạo Thiên Chúa. Vấn đề người nào đạo nào cái đó chú không quan tâm. Chú chỉ nói một điều. Chưa chi mà cô ta đã bắt con phải vào một cái khuôn khổ do cô ta định. Nếu con không vào cái khung đó thì cô ta sẽ không yêu con nữa. Tốt hơn hết, con không nên bước vào. Còn nếu con thật sự yêu cô ta, con chấp nhận thì con cứ bước vào và biết rằng trong tương lai con sẽ hoàn toàn vào trong cái khung, cái đời sống của con sẽ nằm trong cái khung do cô ta định đoạt hết. Nếu con chấp nhận điều đó thì con tiến tới. Còn nếu con thấy rằng cô ta là người cực đoan, bắt buộc con phải theo đúng ý của cô ta thì con không thể chấp nhận được, thì từ bây giờ phải bước ra liền. Chỉ có vậy thôi. Nha. Nhưng mà thường thường thì hầu như tình cảm nào cũng gặp vấn đề đó. Bao nhiêu thanh niên gặp vấn đề tôn giáo, trở ngại nhất là vấn đề tôn giáo. Miễn mà công giáo là bắt người kia phải bỏ đạo theo à. Không theo không gả. Tin lành cũng vậy, không theo không gả. Còn đạo Phật thì đôi khi du duyên chút xíu. Đó, chú thấy rõ ràng như vậy nha. Rồi, cái đó là cái quyền của tôn giáo, chú không có ý kiến. Nhưng mà chú chỉ kêu gọi mọi người tự do tôn giáo, tự do tư tưởng và cũng cho người ta được tự do yêu đương nha. Xin cảm ơn. Rồi, chuyện bên lề. Cha cái này dài dữ nha. Cảm ơn chú của Trini Nguyễn. Con xin chào chú Việt Thảo. Con chúc chú gia đình luôn khỏe mạnh. Con tên Andra Nguyễn. Ba và mẹ con hai người đã không sống chung với nhau khi con mới ra đời. Vì vậy con chưa bao giờ có được tình thương của cha. Nhưng con có được sự yêu thương của mọi người bên ngoài. Và lúc con lên 8 thì mẹ và con đi qua Australia để sống. Chỉ vì mẹ con muốn con có được better education và tương lai tốt. Thời gian đầu khi đi qua một đất nước mới để sống thì đối với mẹ và con là một bắt đầu của cuộc sống mới. Con nghĩ mọi người cũng đã từng như vậy, rất là khó. Vì mình phải đi học tiếng nước, tiếng nói mới để có thể sống và tồn tại ở trên một đất nước mới. Bây giờ mẹ con đang làm cho một Australian company và con đang học đại học một năm, năm thứ nhất. Chưa có câu hỏi. Con thì rất thích xem chuyện bên lề của chú với lại DVD của chú Văn Sơn. Khi xem chuyện bên lề thì con xem từ đầu đến cuối. Nhưng mà DVD của chú Văn Sơn con chỉ xem lúc chú dẫn chương trình là giới thiệu tiết mục kế tiếp và hài của chú Văn Sơn mà thôi. Tại vì con thích nghe chú nói lắm. Khi chú nói trên chuyện binh lề hay là dẫn chương trình cho chú Văn Sơn, con cảm thấy chú rất là connecting to the audiences. Và điều quan trọng hơn là chú lúc nào cũng đem lại tiếng cười cho mọi người. Chú lại con, trời ơi, từ giờ không có câu hỏi. Ai mà con cũng không biết con đã xem chuyện binh lề của chú từ lúc nào nữa.
À mà con cũng không biết con đã xem chuyện bên lề của chú từ lúc nào nữa. Con nghĩ cũng đã lâu rất lâu rồi, nhưng hôm nay con mới có thời gian để mà ghi email cho chú. Ồ mà quên nữa chú ơi, nếu con có viết sai từ nào thì chú đừng cười con nha. Tại vì ở Việt Nam con chỉ học hết lớp 2 là đã đi qua đây rồi nên con hay viết sai lắm. Con qua đây học tiếng Việt bằng cách nói tiếng Việt với những người Việt Nam. Con viết tiếng Việt khi chat với bạn, người Việt và gia đình, nhưng con không viết được dấu. Cảm ơn chú Việt Thảo vì đã làm cho mọi người cười và quên đi sự mệt mỏi của cuộc sống. Con mong là chú sẽ làm chuyện bên lề nữa để cho mọi người ai mà yêu thích chú xem và chúc chú là gia đình khỏe mạnh luôn. Cảm ơn chú, I love you, Andrew Nguyễn. À, chú cảm ơn con. Chú viết, con viết giỏi lắm đó. Con viết giỏi hơn rất nhiều người. Con qua đây là qua qua Úc là từ năm 2 tuổi hả? Học hết lớp 2 hả? Con viết giỏi lắm á, chứ không có sai nhiều đâu. Chỉ có không có dấu khó đọc. Nhưng mà cảm ơn con đã khen chú. Không có câu hỏi gì hết trơn ha. Rồi, xin cảm ơn. Chương Minh Lề lần thứ 143 xin được tiếp tục. Xin bác đừng đọc tên con nha. Dạ, nghe. Hai bác Việt Thảo, con xin phép vào thẳng vấn đề luôn. Con có một tài khoản trên YouTube chuyên up những đĩa giảng của sư phụ con. Như vậy thì sư phụ con là có thể là Hòa Hảo hay là Phật giáo hay là Cao Đài. Trong lúc giảng thầy thường hát một hoặc hai bài hát để góp vui và để Phật tử đỡ buồn ngủ. Con có cắt riêng một số bài hát từ trong các đĩa giảng của thầy để up riêng với suy nghĩ sẽ mang lại niềm nguồn vui cho mọi người. Trên tài khoản của con thì cũng có người khen, cũng có người chê, nhưng người chê rất ít. Rồi có một người khác đao video của con về up lên tài khoản của họ thì bị mọi người chê rất nhiều. Và sư phụ con bị giáo hội Phật giáo, à như vậy sư phụ con là Phật giáo, nhắc nhở vì đã hát trong lúc giảng để mọi người chê bai trên mạng. Con muốn xin ý kiến của các bác là hành động của con có đúng không? Và sau này con có nên tiếp tục hay không? Cảm ơn bác nhiều. Hành động của con sai. Cái sai là con đã cắt riêng cái bài hát của sư phụ con mà đăng lên trên mạng để cho người ta coi, rồi người ta lấy cái đó đem ra ngoài nữa. Khi mà thứ nhất đó, cái bài hát của sư phụ con là hát là nhạc đạo, là của sư phụ con sáng tác hay là những bài hát nhạc đạo, hay là sư phụ con hát nhạc đời, cái điều đó rất quan trọng. Nếu nhạc đời là khỏi bàn rồi đó, nhưng mà nhạc đạo thì chấp nhận được nhé. Sư phụ con cũng có quyền hát nhạc đời, nhưng mà cái nhạc đời đó nó phải lồng trong cái bài giảng của sư phụ con. Thí dụ sư phụ con đang giảng về tới vấn đề đó, sư phụ con có thể dùng một cái câu hát hay một đoạn hát hay bài hát của nhạc đời để dẫn chứng, nhưng mà thực sự dẫn chứng đó không cần phải dùng nguyên một bài hát. Ở đây muốn nói là chắc sư phụ con cũng thích hát. Và có thể là những bài hát này nếu mà của sư phụ con sáng tác ra để mà phổ biến ra thì cái đó hay vô cùng. Phải không nè? Về nhạc đạo. Nhưng mà trong khi giảng rồi dùng nhạc để mà dẫn giải hay để phụ họa thêm để đưa cái nhạc đời, à xin lỗi, nhạc đạo của sư phụ con viết cho mọi người Phật tử nghe, cái điều đó tốt. Còn bây giờ con đi cắt cái bài hát đó ra để riêng thì người ta nhìn thấy một vị sư đi hát nhạc, không biết nhạc gì, cái này bác không biết, anh bác không biết, thì cái đó bác không có ý kiến được. Nhưng mà nếu mà nhà sư hát nhạc đời mà chỉ có một bài riêng biệt, cái đó nặng tội là không được. Còn hát nhạc đạo thì có thể chấp nhận được nhé. Còn trên cái mạng của con, ở trang của con, người ta không chơi nhiều tại đó là fan của con và người ta biết sư phụ con, còn ở ngoài người ta đâu có biết đâu. Cho nên nói chung một vị sư có thể dùng nhạc ca hát được để dẫn giải hay để nếu mà nói ca để góp vui thì cái đó cũng không cần thiết phải làm như vậy, nhưng mà ca hát để dẫn chứng cho một cái điều gì đó thì được. Hoặc là bây giờ người đó sáng tác là bài hát thật hay về đạo, người đó có thể hát để truyền đạt cái bài đó cho mọi người được. Nhưng mà dùng một bài hát ở đời để mà hát biểu diễn cho người ta coi cái làn hơi của mình hay, hay hát để show cho mình hay thì cái đó hoàn toàn sai. Ok. Cho nên cái con sai là gì? Nếu con đưa nguyên cái bài giảng và bài hát luôn thì được. Còn cái này cái sai con là cắt đi một bài hát đưa ra người ta không biết. Người ta nói rằng là ông này đi hát nhạc này kia nọ. Cái sai của con là cắt riêng cái bài đó để ra. Nhé. Ok. Chuyển với lại lần thứ 143. Xin được tiếp tục. À, chủ đề giới tính, đây là cái thơ này là gửi cho Việt Thảo qua YouTube. Chào chú Thảo, sau khi xem chuyện bên lề 140 của chú thì con can đảm hơn và muốn hỏi chú cho cháu ý kiến về việc như thế này. Con là một đứa con trai trong một gia đình khó tính, trong ngoặc kép, nhưng con và người con yêu lại là một tình yêu đồng tính, nhưng chúng con rất kín, mở ngoặc, không ẻo lả hay những cử chỉ nào gây gia đình nghi ngờ. Nói chung đây là bóng kín chứ không phải là bóng lộ.
giữ kín không cho người ta biết. Nhưng mà con đang có tình yêu, hai đứa đang có tình yêu với nhau. Con đã còn con công ăn việc làm ổn định và người đó cũng vậy. Con đã có công ăn việc làm ổn định và người đó cũng vậy. Con cũng đến tuổi lấy vợ, nhưng không biết làm sao để giải thích với gia đình con nữa. Con nên nói thật và sống cuộc sống riêng hay đành lặng lặng cuộc sống đó là sống một cuộc sống bình thường như bao thằng con trai khác. Con rối lắm, mong chú cho cháu ý kiến. Chú mong nhờ chào chú, mong chào chú, chào chú. Ok. Nếu con là người đồng tính, đại khái con đây là gay nhé. Con là người con trai mà cái tính của con đó là có thể là con yêu thích một người đàn ông khác chứ con không thích phụ nữ nha, con là người đồng tính. Nên nói thẳng với gia đình của con và cho họ biết con mang cái giới tính đó. Con không thể nào lấy vợ, cưới một người phụ nữ như gia đình muốn được. Tại vì cái đó là con làm khổ cho người ta. Thời buổi bây giờ rồi, cứ nói thẳng với cha mẹ. Còn cha mẹ không chấp nhận thì cái đó chịu thôi. Nếu con trên 18 tuổi nha, nói rất rõ luôn. Để cho cha mẹ đừng có tính cái chuyện cưới vợ cho con nữa. Và con, nếu mà trong cái xã hội chung quanh chưa chấp nhận thì con vẫn tiếp tục cái tình yêu của con. Đối với tôn giáo có thể cấm, nhưng đối với chú không đại diện một tôn giáo nào cả. Chú chỉ là nói trong chuyện bên lề, trong cái suy nghĩ của chú có thể sai, nhưng chú hoàn toàn tán thành trong cái tình yêu tự nhiên giữa con người với con người, cho dù đó là giới tính gì. Một con người có thể yêu con chó, một người có thể yêu con mèo, một người có thể yêu cây cỏ hoa lá, một người có thể yêu con người, có thể yêu cái người khác phái hay là yêu người cùng phái với mình. Cái chuyện đó hoàn toàn để tự do, chú không có ngăn cản hay là phản đối chuyện đó. Riêng con, nếu con cảm thấy rằng đối với người kia và người kia cũng vậy, hai người thật sự yêu thương nhau và đi đến hạnh phúc được, thì hãy giữ tình yêu đó. Nhưng kín đáo là tại vì có thể có những người khác chống đối. Còn con không care, tức là không có ngại, không quan tâm đến bất cứ ai, cứ việc cho mọi người biết, cái đó quyền của con nha. Chú chỉ có ý kiến như vậy. Còn trong gia đình, nếu con cảm thấy rằng nếu nói ra mà gia đình phản đối, đi đến chuyện có thể là tan vỡ hay là buồn khổ hay là đau đớn hay là cha mày phải tự sát chết, ví dụ gì, không nên nói ra. Hãy giữ yên, đến một lúc nào đó con ra riêng, con không ở chung với gia đình nữa, rồi con có cuộc sống riêng của con. Tế nhị chút nữa, muốn không cho ai biết, con có thể dùng cái lý do nào đó mà con không thể cưới vợ được nhé. Con có quyền, mình có cách mà. Ok. Chị Minh Lệ lần thứ 143 xin được tiếp tục. Cái này là một cái bài thơ mà Việt Thảo thấy rằng đầy ở trên mạng ai cũng biết hết. Nhưng mà thương một người gửi cho Việt Thảo, đó là như form anh Việt Thảo khỏe gì đây, của một người Bỉnh Khiêm nha. Gửi cho Việt Thảo thì Việt Thảo đọc như là sự cảm ơn trân quý đối với một cái người đã quan tâm đến chuyện Bình Lề và gửi một cái bài thơ hay cho Việt Thảo. Mặc dù bài thơ này có thể có nhiều người đã biết rồi, nhưng mà dù biết rồi, nó vẫn mãi mãi là một cái đề tài mà chúng ta quan tâm tới. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai tốt bằng ba. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Chúc anh được nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Chúc tất cả mọi người được nhiều sức khỏe. Và ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Chuyện Minh Lệ lần thứ 143 đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và giới thiệu cho mọi người cùng nghe, cùng xem. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chuyện Minh Lệ kế tiếp. Thank you and I love you.